Em hướng dẫn chị sục rửa cái cột này. Đó, cột này thì cũng mình sẽ cũng làm tương tự, mình sẽ khóa cái van này lại. Đó. Và khi nào mà chị sục rửa xong thì nhớ mở ra. Nhá. Thôi không có nước sang bên kia. Thì dí luôn này, ấn luôn này. Nhá. Có rồi. Nó đóng cửa. Ví dụ mình tác động lại, mình đóng lại cái đó luôn nhé. Và từ đó sẽ dừng luôn. Được chưa? Chẳng hay mình bảo, đóng nhiều. Đó thì mình luôn, rồi mình bảo mình lại. Đó, số này. Con này nhanh hơn, con này khoảng tầm 20 phút thôi. Nó chỉ rửa thôi mà. Con này nó hút muối, nó bơm. Tự động nó cũng rửa con này, xong nó rửa con này. Tự động. Vâng, vâng. Đó, bắt đầu rửa đấy. Vâng, chỉ dùng được cái này thôi nhá. Cột này không liên quan rồi. Nước đấy. Nước. Vâng, tôi lấy rồi. Đây, đây, qua đây chị tìm nhé. Đây. Đây. Nước đây. Được chưa? Đấy. Có nghĩa là cái đầu van của chị ấy thì là nó vẫn ok, và hệ thống học rửa vẫn ok. Đó. 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 Có nghĩa là chị hình dung là khi mà cái cột này nó giữ lại cái cặn canxi giữ trong một thời gian ấy, thì nó bám quanh cái hạt nhựa bên trong này, trong này hạt nhựa thì bám vào quanh cái canxi bằng này, thì cái muối này tác dụng là nó sẽ đẩy ra cái cặn canxi đâu khỏi hạt nhựa ra, và nó sẽ đẩy ra đường cống, mình dùng nước thải cống cống. Đó. Chứ không phải là con này nó làm mềm nước. Ừ. Không phải. Nó là sạch và điện giống điện. Con này nó làm mềm. Con này là mềm. Hạt nhựa. Hạt nhựa nước qua hạt nhựa này sẽ bị làm mềm. Có nghĩa là hình dung là hạt nhựa này nhá, hạt nhựa đó là bằng ion, cả chứa nó ion. Đấy, ion thì nó hút canxi thì ion dương ấy, thì nó hút lại canxi. Mềm luôn, nếu nó sử dụng nước có sử dụng có vấn đề ấy. Thì cái này do điện nó không cắt cái bơm không nước không ở đây. Đó thì bản chất nó là vậy thôi. Bản chất này có nghĩa là cái bơm của chị là không chạy. Thì nó không bơm nước, không sục, không bơm nước con này được. Không bơm nước vào đây. Thế này là không đồ. Đây, căn bảo đấy. Bây giờ thì các em sẽ xong cái này nhá. Còn nó là tóc 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 tóc